Cũng trong chiều nay, tại huyện Tuy Phong, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và trao các quyết định. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho nghỉ công tác, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Dân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy Phong từ ngày 10 tháng 10 năm 2024. Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển chỉ định đồng chí Trần Sinh Toàn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao các quyết định cho đồng chí Nguyễn Dân và đồng chí Trần Sinh Toàn. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, trong suốt 37 năm cống hiến, ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Dân cũng luôn tận tụy với công việc, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp, luôn gương mẫu, đi đầu, tâm huyết và trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoài Anh mong muốn đồng chí Nguyễn Dân dù nghỉ công tác vẫn sẽ tiếp tục có nhiều ý kiến góp ý xây dựng đối với Đảng bộ huyện Tuy Phong cũng như đối với công tác chung của Đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đối với đồng chí Trần Sinh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đưa huyện Tuy Phong tiếp tục phát triển. Đồng thời lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Tuy Phong tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trần Sinh Toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhân dân huyện Tuy Phong. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Bí thư huyện ủy Tuy Phong Trần Sinh Toàn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi giao trọng trách mới. Đây vừa là vinh dự, cũng là cơ hội để đồng chí tiếp tục rèn luyện và phát triển. Bản thân sẽ tiếp tục tu dưỡng, không ngừng học hỏi, phấn đấu, nỗ lực trong công tác, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Tuy Phong và toàn thể nhân dân địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.